chào anh em buổi sáng nha. Thì bây giờ cái máy này em giao về Kiên Giang cho khách. Máy này bảo dưỡng ở phía sau video em có quay. Chân đã làm hoàn chỉnh đẹp luôn. À, cũng làm rất là bóng. Bên em đang sửa lại cái bảng nha. Hai cái bảng mới. Rồi, an toàn. Cảm ơn em đã theo dõi video á. Rồi chào anh em nha. Cái máy này em mới vừa nhận hợp đồng đi Kiên Giang. Cái máy này máy Thái, còn khá là ok. Giờ bắt đầu làm bảo dưỡng. Bữa nay máy này mở ra sạch bách vậy rồi ha. Đó, chuẩn bị thay vô. Rồi trước hết là vệ sinh lại cái đó. Vệ sinh cho nó sạch sẽ lại rồi đầu mình mới gắn bộ mới vô. Sơn lót lại hết luôn. Rồi chào anh em nha. Máy này bên này dàn chân cũng đã làm xong rồi ha. Đây. Ngon lành rồi đó. Giờ còn khúc trên. Rồi đây là máy Kiên Giang nha anh em. Máy Kiên Giang về các hộp số lại rồi. Lắp bồn lại rồi. Giờ chỉ còn một số thứ lặt vặt nữa là có thể đang vô xích. Vô xích lại. Này ha. Rồi xin chào anh em buổi sáng nha. Thì cái máy này em đã làm hoàn thành rồi ha. Giờ chỉ còn đem đi rửa lại là xong ha. Đó. Đây. Cái hàng cũng đã làm xong luôn. Anh Hồng ở đây ha. Chân là gì con năng mới hết. Vậy vui rồi. Tới đầu tiến hành rửa máy rồi sau đó có thể giao cho khách được rồi. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đông Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện hợp tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Phía trước này thì mình để một số cái máy, hai máy mới 4018 của Thái nguyên chiếc á. Cái này máy mới 100% nhập từ Thái luôn. Năm công 18 nè. Với lại 4708. Số 040 thì mình còn nhiều lắm. 5-6 chiếc rồi. Assay 1540 ha.
cũng 7 nè. Đây là mấy cái máy đây mình chuẩn bị thanh lý cho nó xả hàng.